Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Số vụ tham nhũng tăng 700%, thu hồi tài sản giảm 63%, anh Tô lùa tiền đi đâu? Hồi tháng 10 vừa qua, ông Tô Lâm thay mặt chính phủ gửi báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023. Báo cáo cho biết, từ đầu năm đến nay, số vụ nhận hối lộ tăng gần 447%, số đối tượng nhận hối lộ bị phát hiện, xử lý cũng tăng gần 700% so với năm 2022. Tuy nhiên, tài sản thu hồi trong các vụ tham nhũng bằng gần 37% của năm trước đó. Và đây là hình tham nhũng hiện lên như nấm sau mưa. Chính quyền cộng sản như có một nguồn vô tận về tham nhũng, cứ sợ đến đâu thì lòi tham nhũng ra đến đấy cho nên khi ông tô lâm được lệnh sôi kỹ hơn thì số vụ tham nhũng lại tăng lên bởi trong bộ máy này không ai là không dính chạm ông nguyễn phú trọng thừa biết điều này và cũng chính ông đã tạo ra rất nhiều vùng cấm để lựa chọn người mà xử lý vì vậy mới sinh ra khái niệm rất nực cười là tham nhũng không vụ lợi vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn ông tô lâm có thể phát hiện và xử lý tham nhũng nhiều hơn nhưng số tiền thu hồi thì lại ngày một ít dần. Bởi tham nhũng là nguồn sống của quan chức, hầu hết những quan chức bị lộ có quan niệm là hy sinh đời bố củng cố đời con, nên việc trả lại tài sản đã tham nhũng là điều rất khó. Đã lỡ ăn tiền thì chịu tù để giữ tài sản, còn nếu nhả ra thì không biết đến bao giờ mới có thể kiếm lại được số tiền như vậy. Chống tham nhũng thật thì phải vừa trừng trị bọn tham nhũng vừa phải thay đổi cơ chế theo hướng minh bạch hóa để loại bỏ tận gốc tham nhũng. Còn nếu chỉ lợi dụng chống tham nhũng để lấy danh tiếng hoặc loại bỏ đối thủ thì người ta không quan tâm đến việc thay đổi cơ chế theo hướng minh bạch hóa. Cách làm này chẳng khác nào bao che cho tham nhũng, việc lợi dụng chống tham nhũng thì không mang lại lợi ích gì cho đất nước mà chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân. Đất nước vẫn còn tham nhũng thậm chí tham nhũng năm sau còn cao hơn năm trước. Cá nhân ông Tổng Bí Thư thì được tiếng thơm là trong sạch vì mạnh tay với bọn sâu dân một nước. Ngoài ra, cái lợi lớn nhất trong việc lợi dụng chống tham nhũng là ông Tổng Bí Thư xây dựng được hệ sinh thái quyền lực toàn là người phe ông. Và đây là hình thông tin cho biết, thời ông Tô Lâm, lính của ông rất giỏi làm tiền đồng chí. Có nguồn tin từ bên trong cho chúng tôi biết rằng, hiện nay xuất hiện hiện tượng lấy cớ chống tham nhũng để thịt tham nhũng nghĩa là những người chống tham nhũng không ngần ngại ra giá với những kẻ tham nhũng sắp bị lộ hoặc những người đã bị lộ để làm tiền nhờ vậy mà bộ máy chống tham nhũng trở thành bộ máy bao che cho tham nhũng ngay cả những người tham nhũng đã bị lộ và bị xử lý thì vẫn bị làm tiền như thường văn hóa chạy chọt là thứ không thể thiếu đối với những người bị lộ, bởi trước khi bị lộ, họ cũng là kẻ làm tiền kẻ khác, cho nên hơn ai hết, họ biết cách chạy chọt. Việc thông đồng giữa kẻ tham nhũng và kẻ chống tham nhũng trong các vụ án tham nhũng gây ra hiện tượng thất thoát số tiền thu hồi từ những người tham nhũng. Thay vì nộp tiền tham nhũng về ngân sách nhà nước, thì kẻ tham nhũng chấp nhận chi cho bọn chống tham nhũng để được nhẹ tội hay nói đơn giản là chạy án khi số tiền thu hồi từ tham nhũng ít đi mặc dù số vụ tham nhũng tăng lên gấp nhiều lần thì điều đó cho thấy thị trường chạy án đang phát triển rất mạnh trong cái chế độ thổi nát này và đây là hình ông nguyễn phú trọng là người dùng chính sách chống tham nhũng như là công cụ để xây dựng sự nghiệp chính trị và tên tuổi cho bản thân chế độ này căm thù phản động bởi phản động hay bóc phốt những miếng ăn dơ bẩn của họ ẩn đằng sau cái mát chống tham nhũng. Cho nên từ ông Tô Lâm đến Nguyễn Trọng Nghĩa, kẻ dùng súng đạn, kẻ dùng loa đài để bịt miệng thẳng tay những ai dám bóc phốt chúng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Số vụ tham nhũng tăng 700%, thu hồi tài sản giảm 63%, anh Tô lùa tiền đi đâu? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chính phủ tuyển gà phục vụ cho Hoa Nam tình báo cục. Ngày 25 tháng 11, trang thông tin chính phủ đăng thông báo tuyển sinh đi học đại học ở Trung Quốc với học bổng chính phủ năm 2024. Thông báo cho biết chính phủ Trung Quốc miễn học phí cho quá trình học tập, bố trí chỗ ở, cấp bảo hiểm y tế, tài liệu học tập và học bổng theo mức định của chính phủ Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và cấp bù sinh hoạt phí và đây là hình thông báo tuyển gà cho tàu đào tạo tiêu chuẩn người được chọn như sau có phẩm chất chính trị đạo đức tốt không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài khi học tập và định kỳ hàng năm phía trung quốc sẽ tổ chức khám sức khỏe lại trường hợp bị phát hiện không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan. Chưa đăng ký chương trình học bổng nào để đi du học trong năm 2024, cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi du học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. Được biết, hội đồng tuyển chọn của Bộ Giáo dục Việt Nam sẽ xem xét hồ sơ của ứng viên dự tuyển và cũng chính bộ này chịu trách nhiệm gửi danh sách ứng viên sơ tuyển để đề cử với phía Trung Quốc. Ứng viên do Bộ Giáo dục đề cử được chính phủ Trung Quốc duyệt cấp học bổng, lúc đó mới thuộc diện trúng tuyển. Sau đó, Bộ Giáo dục thông báo hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan để người trúng tuyển đi học tại Trung Quốc vào tháng 9 năm 2024. Ưu tiên cho những người đang công tác tại các cơ quan nhà nước và các cơ sở giáo dục. Và đây là hình trong 15 văn kiện ông Trọng ký với ông Tập năm 2017 có văn kiện quy định về đào tạo gà. Chính phủ Trung Quốc không bao giờ hào phóng cho không ai cái gì. Việc họ bỏ tiền ra đào tạo cho cán bộ Việt Nam được xem là động thái tuyển gà để đào tạo theo ý đồ của chính phủ Trung Quốc. Những người này sẽ luồn sâu, leo cao để rồi một ngày nào đó họ đem đất nước này dâng vào tay giặc. Trong chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc ngày 12 tháng Giêng năm 2017, Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết 15 văn kiện hợp tác. Trong đó, văn kiện đầu tiên đề cập đến việc thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 26 tháng 9 vừa qua, trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Hà Nội, đã dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn của Ban chấp hành Đảng Bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ năm 2025 đến năm 2030 tại Đại học Bách Khoa Hoa Nam, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây chỉ là một khóa học cấp tốc, nhưng những người tham gia khóa học cấp tốc này cũng đã đủ nguy hiểm cho đất nước, những người được đào tạo bài bản thì lại càng nguy hiểm hơn. Được biết, giai đoạn năm 2016 đến năm 2021, Trung Quốc và Việt Nam đã phối hợp thực hiện chương trình đào tạo 1.500 cán bộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao Việt Nam không đào tạo cán bộ cho Trung Quốc, mà lại để Trung Quốc đào tạo cán bộ cho Việt Nam? Rõ ràng đây là mối quan hệ một chiều. Với đà này, sau chừng vài thập kỷ nữa, thì trong Đảng Cộng sản Việt Nam đâu đâu cũng là người được Trung Quốc đào tạo. Và không biết trong đấy có bao nhiêu người là cánh tay cho tình báo Hoa Nam của Trung Quốc. Và đây là hình tay phải ông Tổng đánh tham nhũng lấy tiếng, tay trái ông mang đảng trao tay tập. Mặt ngoài, ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam chống tham nhũng mạnh để lấy tiếng, nhưng những gì mà ông đang âm thầm làm mới thực sự nguy hiểm. Với đà trao hết cán bộ cho Trung Quốc dạy dỗ, không sớm thì muộn, Trung Quốc lại có một đảng, võ là đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng ruột lại là đảng Cộng sản Trung Quốc. Không chỉ những người lâu nay chỉ trích đảng Cộng sản công khai, tỏ ra lo ngại về điều này, mà ngay cả những đảng viên đảng Cộng sản có tâm với đất nước cũng cảm thấy lo lắng. Ông Trọng đang dần dần thay máu trong nội bộ đảng để biến đảng viên thành Make in China. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính phủ tuyển gà phục vụ cho Hoa Nam tình báo cục Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.